mình hiện tại đang có một cái trang web là bluehorizon.com các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn xem thử xem là các bạn có lấy cái gì trong cái trang web này không giả sử như là ở đây mình có một số cái pack cho Vital hoặc là serum pack edm và hao nha các bạn ngoài ra ở đây mình còn có một cái trang để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ những cái kiến thức về làm nhạc ở cái trang này thì mình chủ yếu mình đăng về những cái vst miễn phí để chúng ta có thể lấy về những cái video mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn ha Xin chào tất cả các bạn Các bạn hãy tưởng tượng ra một trường hợp nếu như chúng ta đang làm nhạc mà cái project của chúng ta bị BSDO có nghĩa là nó bị uh, máy tính nó bị màn hình xanh bị sập nguồn hay là bị lỗi làm sao đó chúng ta bị dăng hỏi FL thì cái câu hỏi là bây giờ làm sao để chúng ta có thể chúng ta lấy lại project cũ của chúng ta thì như các bạn đã biết á trong FL nếu các bạn mở qua cái phần panel đây là cái phần uh, nút thứ năm ở bên này hoặc các bạn có thể dùng alt f8 cộng chuột phải trên windows ha rồi thì các bạn có thể các bạn nhấn vào phần backup này các bạn ở đây thì nó sẽ cho phép các bạn load lại những cái project cũ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để các bạn có thể các bạn điều chỉnh cái backup này theo ý của các bạn ha thì bây giờ chúng ta sẽ vào option chúng ta sẽ vào phần file setting ha các bạn rồi nói chung là nó vào trong phần setting á thì các bạn có thể thấy ở cái phần backup ở đây Chúng ta đang để occasionally, có nghĩa là thường xuyên. Every 10 minutes có nghĩa là cứ mỗi 10 phút nó sẽ tạo cho các bạn một cái backup. Mình ở đây á thì thường mình sẽ để cỡ 10 phút là được rồi. Nhưng mà các bạn nào muốn uh, uh, nó nhanh hơn thì các bạn có thể để là backup mỗi 5 phút thôi. Hoặc nếu mà các bạn nào thấy là à hầu như mình rất là ít sợ bị dăng uh, màn hình thì các bạn có thể các bạn thoải mái các bạn xài really, có nghĩa là mỗi 15 phút thôi cũng được. Rồi, đó là cái phần đầu tiên. Cái phần thứ hai là À, làm sao để chúng ta biết được chúng ta backup lại tối đa bao nhiêu lần Tại vì như các bạn biết rồi, mỗi lần backup lại project như vậy nó sẽ tốn một cái khoảng dung lượng nhất định Ví dụ như cái file, phần backup mình ở đây là mỗi file nó thường thường nó tốn từ 1 mê tới 2 mê gì đấy thì khoảng chừng 100 lần như vậy nó sẽ là 100 mê chẳng hạn Rồi, thì các bạn có thấy cái chữ maximum ở đây không? Maximum ở đây nó là số lần ha, chúng ta có thể chúng ta chọn từ à, 0 cho tới 999 chẳng hạn mình ví dụ như vậy đi thử coi nó lên là tới 999 không được ha các bạn tuy nhiên nếu mà các bạn thấy nếu chúng ta để nó lên hết ở đây sau 999 nó có một cái dấu ba gạch như thế này dấu ba gạch này có nghĩa là những cái project của tôi làm hãy lưu vĩnh viễn có nghĩa là mọi cái backup của các bạn ví dụ như các bạn có một triệu cái nếu mà máy các bạn cho phép thì nó sẽ lưu một triệu cái backup vào thì theo mình thấy đây là một cái chức năng khá là quan trọng ha rồi, ngoài ra thì có một số bạn đặt cho mình câu hỏi đó chính là à những cái file backup này của chúng ta nó nằm ở đâu thì các bạn có thể chỉnh file backup nó nằm ở user data folder ở ngay vị trí này này các bạn đây à, cái attention là gì attention này đó chính là nó nói là chúng ta không nên đổi cái vị trí này nếu chúng ta đang không biết chúng ta đang làm gì sẽ open lên thì các bạn thấy đây là vị trí của uh, những cái file fl studio của chúng ta cái phần backup thì nó sẽ nằm trong fl và Uh, project ở đây Project Backup ở đây Đây. dụ như trong máy mình thì nó đang nằm ở C, User, PC, Document, Image FSudo, Project và Backup Cái tên PC của các bạn có thể đổi thành tên khác nhưng mà thường thường Nếu như nó nằm thì luôn luôn nó nằm ở trong cái file Document này hả các bạn Một cách dễ hơn để các bạn biết được cái file Backup của các bạn nó nằm chỗ nào đó chính là các bạn sẽ nhấn vào chữ Backup ở đây Các bạn nhấn chuột phải và các bạn nhấn Open đây. Thì các bạn có thể thấy là ngay lập tức mình biết ở đây cái file backup của mình đó chính là nằm c user pc document và tiếp tục như các bạn thấy ở đây ở trong FL studio á, thì chúng ta cần thiết chúng ta phải backup lý do là vì cái uh, khả năng làm việc của fl nó uh, chưa có được tối hóa tốt và nó dễ bị crash bởi phần mềm bên thứ ba hoặc là khi mà chúng ta sử dụng quá CPU hay gì nó ăn một hồi thì nó bị lỗi hệ thống và nó sẽ tắt FL cho nên backup là một cái việc đó là quan trọng ha nhưng mà các bạn nên làm việc với một cái đo khác ví dụ như là Bitwig, Dipper, Ableton Live, Studio One thì một số cái đo đó nó có thể nó ổn định hơn cho các bạn cho nên các bạn cần backup ít hơn nè các bạn chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau đây là một cái video rất là đơn giản ha